Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Thính Gia. Chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Huyện Tĩnh Gia tiếp thu chuyên đề năm 2018 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công ty bia Sài Gòn miền Bắc trao quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Định Hải. Phóng sự câu lạc bộ thơ văn Ngọc Sơn huyện Tĩnh Gia, mái nhà chung của những người yêu thơ. Bản tin an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ta từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 3 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 13 tháng 3, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến trực tiếp học tập chuyên đề năm 2018, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Qua sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện cùng hơn 10.000 đảng viên ở 67 đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy Tĩnh Gia cũng đã được tiếp thu các nội dung của chuyên đề 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp giới thiệu và truyền đạt. Tại phòng họp trực tuyến tại Ủy ban Nhân dân huyện, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã được tiếp thu chuyên đề. Tại trung tâm hội nghị huyện, dưới sự chủ trì của đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, cán bộ, đảng viên tại cơ quan Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện tham gia học tập. Tại các xã thị trấn đều tổ chức hội nghị trực tuyến tại hội trường lớn cho các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp xã, các ban ngành đoàn thể, cán bộ, đảng viên học tập và được tiếp âm trực tiếp qua hệ thống đài truyền thanh truyền hình huyện đến xã để truyền tải nội dung đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện đến chuyên đề năm 2018 do tỉnh tổ chức thì là người đứng đầu của đảng bộ các cấp. Bản thân tôi thấy là chuyên đề này rất thiết thực đối với cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ và đặc biệt là cái phong cách nói đi đôi với làm. Trong năm 2018, đảng bộ và nhân dân thị trấn sẽ tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên quan điểm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xứng đáng là trung tâm đô thị Tĩnh Gia trong thời gian tới. Với chuyên đề của năm 2018 là nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, người đảng viên. Vì vậy, khi triển khai học tập, các đảng viên đều tham gia đầy đủ, tinh thần học tập nghiêm túc với mong muốn tiếp thu được những nội dung quan trọng để vận dụng vào công việc thực tế, góp phần cùng với đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Nhìn chung, việc tiếp thu học tập tại các đảng bộ, chi bộ trên địa bàn huyện diễn ra nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu. Sau cái học tập cái chuyên đề năm 2018 về xây dựng tác phong, phong cách của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên, bản thân tôi là chủ tịch hội cựu binh của huyện Tĩnh Gia thì trước hết phải quán triệt và học tập thật tốt các cái nội dung này, đồng thời vận động và có chương trình hoạt động cho tổ chức hội của mình và bản thân cũng phải xây dựng cái chương trình học tập làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Sau hội nghị này, các cấp ủy đảng, các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các nội dung quan trọng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân học tập và làm theo. Qua đó, đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, là kim chỉ nam cho hành động của đảng bộ, của các đoàn thể chính trị xã hội và toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh,
xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ năng lực, phẩm chất chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 3, tại Trung tâm Hội nghị, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết thỏa thuận liên ngành số 0102 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh. Về phía huyện có các đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các ngành đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Tổ trưởng Tổ vay vốn ở 34 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Trương Bá Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Liên ngành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện củng cố và kiện toàn Ban Chỉ đạo các xã theo hướng trực tiếp, xây dựng quy chế hoạt động hiệu quả, bố trí cán bộ trẻ có năng lực, làm tổ trưởng tổ liên kết nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý vốn vay, tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng. Nhờ đó dư nợ tăng trưởng đạt 105 tỷ đồng, tăng 22%. Doanh số cho vay trong năm đạt 285 tỷ 658 triệu đồng. Doanh số thu nợ là 180 tỷ 508 triệu đồng. Dư nợ bình quân 50,2 triệu đồng trên một thành viên, tăng 9,5 triệu đồng so với năm 2016. Trong năm, Ngân hàng Nông nghiệp cũng đã thực hiện cho địa phương vay vốn mua máy gặt đập liên hoàn và máy cày đất phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng, công khai rõ quy định cho vay, thu nợ nhằm nâng cao nhận thức của người vay vốn thông qua tổ, nghiêm cấm vay tiền để chơi phường hụi, cho vay nặng lãi, các tệ nạn xã hội như bài bạc, số đề, thực hiện trả nợ gốc, lãi đúng hạn, sử dụng vốn vay đúng mục đích, không vay hộ cho người khác. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các tập thể cá nhân trong việc thực hiện thỏa thuận liên ngành số 0102 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đề nghị Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã phân công nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm của từng thành viên, xây dựng quy chế phối hợp hoạt động trong tháng, trong quý, tăng cường công tác kiểm tra của Ban Chỉ đạo của Ngân hàng Nông nghiệp và các cấp hội đối với hoạt động cho vay qua tổ vay vốn. Thực hiện tốt công tác tập huấn nghiệp vụ theo dõi và quản lý vốn vay cho cán bộ hội và tổ trưởng tổ vay vốn, đồng thời tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, phổ biến kiến thức về sản xuất nông lâm ngư nghiệp cho hội viên, giúp hội viên có đủ kiến thức sử dụng vốn vay có hiệu quả. Tại hội nghị, 17 tập thể và 23 cá nhân đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp số 01 và 02 về chính sách tín dụng phục vụ nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 3, Hội người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về luật bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ chủ chốt Hội người cao tuổi các xã thị trấn huyện Tĩnh Gia. Tham dự hội nghị có đại diện Hội người cao tuổi tỉnh và Hội người cao tuổi huyện cùng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi 34 xã thị trấn. Trong thời gian một ngày, các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi 34 xã thị trấn trên địa bàn huyện được nghe đại diện Hội người cao tuổi tỉnh truyền đạt một số nội dung như vấn đề biến đổi khí hậu hiện nay và nguyên nhân của biến đổi khí hậu, một số vấn đề về công tác bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu của các nước trên thế giới hiện nay, các chính sách nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững ở Việt Nam. Qua lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ Hội người cao tuổi 34 xã thị trấn nắm vững những kỹ năng trong công tác tuyên truyền về môi trường, bảo vệ môi trường. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức của người dân, của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường, hạn chế những tác động đến đời sống xã hội từ tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 3, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn miền Bắc tổ chức trao quà vòng tay nhân ái cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Định Hải. Tham dự buổi trao quà
có lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện, Công ty Bia Sài Gòn miền Bắc cùng chính quyền xã Định Hải. Tại buổi trao quà, Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn miền Bắc đã trao 50 suất quà, mỗi suất quà gồm có 20kg gạo và 200.000 đồng cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Định Hải. Đây là một hoạt động đầy ý nghĩa của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn miền Bắc, góp phần giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Định Hải, vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Sau 5 năm đi vào hoạt động, từ năm 2013 đến năm 2018, Câu lạc bộ Thơ văn Ngọc Sơn, huyện Tĩnh Gia đã trở thành mái nhà chung của những người yêu thơ trên địa bàn huyện. Với nhiều hoạt động thiết thực, câu lạc bộ đã góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần, tạo không khí vui tươi, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Câu lạc bộ Thơ văn Ngọc Sơn được thành lập theo quyết định số 3976 QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, Câu lạc bộ Thơ văn Ngọc Sơn huyện Tĩnh Gia là tổ chức xã hội tự nguyện tập hợp những người yêu thơ trên địa bàn huyện tham gia các hoạt động sáng tác, giao lưu trình diễn thơ văn, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật, theo điều lệ được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt và chịu trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia về lĩnh vực hoạt động của câu lạc bộ. Câu lạc bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Từ khi đi vào hoạt động, câu lạc bộ đã duy trì đều đặn các hình thức sinh hoạt, giữ vững tôn chỉ mục đích, trở thành ngôi nhà chung, nơi giao lưu, tâm tình, giúp đỡ, chia sẻ niềm yêu thích nghệ thuật thơ, với số hội viên ban đầu là 43. Đến nay, câu lạc bộ đã quy tụ được trên 53 hội viên ở nhiều xã thị trấn trên địa bàn huyện tham gia. Trong đó hầu hết là người cao tuổi và cán bộ hưu trí, còn lại là công chức, viên chức. Đặc biệt, hội viên câu lạc bộ đều là những cộng tác viên tích cực của các báo trung ương và địa phương. Nhiều người đã trở thành hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Sau khi về hưu năm 2008, ông Trần Minh Châu, năm nay đã 70 tuổi, ở thị trấn Tĩnh Gia, đã dành thời gian cho niềm đam mê thơ ca của mình. Là hội viên của câu lạc bộ Thơ văn Ngọc Sơn, ông được gặp gỡ, giao lưu với các hội viên để có thêm nhiều ý tưởng cho sáng tác của mình. Tôi cũng là hội viên của câu lạc bộ Thơ văn Ngọc Sơn Tĩnh Gia. Thì hội câu lạc bộ cũng đã một nhiệm kỳ, tôi cũng được biết và cũng gia nhập nhiệm kỳ 2. Thì khi vào thì thực ra thì rất phấn khởi, thì hội cũng cái tôn chỉ và có mục đích trong quá trình sáng tác nhằm để ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ và quê hương đất nước đang đổi mới từng ngày, đặc biệt là cái khu kinh tế Nghi Sơn của hiện nay. Đó là một cái điều mà chúng tôi rất tâm đắc trong cái được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và cảm nhận những bài thơ hay của các thi hữu trong câu lạc bộ. Và nói tóm lại, với cái tuổi già chúng tôi thì cũng rất đơn giản thôi, tức là tuổi già nhưng mà vào câu lạc bộ để sáng tác thơ cũng là một cái làm cho cái trí tuệ không lão hóa, và cũng mục đích là sống vui, sống khỏe, sống vui. Tại các buổi sinh hoạt, câu lạc bộ thường tổ chức nhiều hoạt động như đọc thơ, ngâm thơ, kết hợp với giao lưu ca hát, trao đổi các vấn đề trong sáng tác với mục tiêu nâng cao chất lượng tác phẩm, đi sâu vào những vấn đề, đề tài cụ thể, gần gũi với đời sống, theo chủ đề, chủ điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, phục vụ các dự án trên địa bàn huyện. Thiên hài đất xứ thanh,
mênh mông biển biếc trời lộng san sát nhà thơ núi sông hữu tình thơ mộng quá nghi sơn năm rồi chưa trở lại, bây giờ em cứ ngỡ trong cảng biển nguy sơn cạnh núi cao, tàu lớn ngày đêm tấp nập vào, đường ngon thắng khắp vùng sông ra lớn lọc mưa dầu, những con người mới tư duy mới tương lai đất nước giang màu, về lại nghi sơn chẳng muốn xa, tình người tình biển thật bao la, kinh tế tiềm năng đầy chiến vọng, bao mùa xuân đời ta. Trong nhiệm kỳ qua, câu lạc bộ cũng đã tổ chức cho hội viên đi tham quan danh thắng di tích lịch sử như thành nhà Hồ, suối cá Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, danh thắng chùa Hương Tích, Hà Tĩnh, đền thờ đại thi hào Nguyễn Du. Sau mỗi chuyến đi tham quan thực tế đã tạo nguồn cảm hứng sáng tác thơ văn cho các hội viên. Nhiều bài thơ, bản nhạc của các hội viên đã bắt kịp được với hơi thở của cuộc sống đương đại, lắng đọng tâm tư tình cảm về những số phận không may mắn, cuộc sống vất vả của người dân vùng lũ, sự cảm thông, chia sẻ về những đồng chí, đồng đội đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Qua 5 năm hoạt động, câu lạc bộ đã xuất bản 5 tập thơ Bình Minh Xứ Ngọc từ tập 1 đến tập 5 với hàng nghìn bài thơ, văn, nhạc, ảnh đa dạng về thể loại, phong phú về đề tài như thơ lục bát, thơ đường luật, thơ tự do, sáng tác nhạc, ảnh. Nhiều tác phẩm được giới thiệu chuyên môn đánh giá cao, được chọn lọc đăng tải trên các tạp chí của Trung ương và địa phương. Mỗi tập thể ra đời là những bài thơ, vần thơ, là bản tình ca đẹp, ẩn chứa những thông điệp và thể hiện tình yêu thiên nhiên, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu lứa đôi, tình yêu gia đình. Ngợi ca đảng quang vinh Bác Hồ vĩ đại, những kỷ niệm của một thời thơ ấu về sự đổi thay của quê hương Thanh Hóa, quê hương Tĩnh Gia, sự phát triển của khu kinh tế Nghi Sơn trên bước đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phản ánh mặt trái của xã hội trong cơ chế thị trường, ký ức về chiến tranh. Nhiệm vụ của đại hội lần thứ 2 2018 và 2023 tập trung giải quyết 3 nội dung chính như sau. Thứ nhất, xây dựng hội ngày càng lớn mạnh, tập trung kết nạp, ưu tiên kết nạp những hội viên còn trẻ, những người yêu thích thơ, văn, nhạc, họa, có khả năng sáng tác để đáp ứng, làm cho hội mỗi ngày một phong phú hơn. Nội dung thứ hai chúng tôi tập trung giải quyết đó là nâng cao chất lượng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, nhất là lĩnh vực thơ,
ca và các bài văn, các tác phẩm nghệ thuật khác để đáp ứng yêu cầu ngày một cao của hội viên cũng như là nhu cầu thưởng thức văn học nghệ thuật của nhân viên trên địa bàn của huyện. Có thể nói, những năm qua, câu lạc bộ thơ văn Ngọc Sơn đã đi lên từ khó khăn, tạo nên thương hiệu trong lòng công chúng yêu văn hóa nghệ thuật gần xa, trở thành địa chỉ sinh hoạt văn hóa lý tưởng, sân chơi bổ ích cho những người yêu thơ trên địa bàn huyện. Câu lạc bộ cũng góp phần đưa hoạt động văn hóa nghệ thuật của địa phương ngày càng phát triển, đóng góp một phần tích cực cho phong trào văn hóa cả nước. Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 3 năm 2018, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã phát hiện 71 trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông, ra quyết định xử lý 39 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe 2 tháng 4 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 23 triệu đồng. Các lỗi người dân vi phạm chủ yếu vẫn là không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu lệnh của đèn giao thông. Trong thời gian này, trên địa bàn huyện không xảy ra vụ va chạm tai nạn giao thông nào. Chương trình truyền hình Tĩnh Gia hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.